Hôm nay thì Christine mình sẽ đi vào một cái design rất là mới nha mấy chị. Mới thì nó không mới, cũ thì nó không cũ, mà Christine cũng không có làm nhiều lần. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ mới với một số anh chị mà mình chưa bao giờ biết làm cái này, hoặc là mình còn ngại ngùng để mà mình làm cái design này nha. Thì người ta hay gọi là một smoky nail á mấy anh chị. Thì cái này rất là trend, thì cũng là khá lâu, nhưng mà bây giờ thì cái trend này cũng mình cũng trở lại, và khách của mình cũng yêu cầu mình làm cái này. Thì hôm nay thì mình chia sẻ một cái số bước nho nhỏ nha, để mà mình có thể là làm trong cái tiệm của mình, hay là hai ngón để mà khách yêu cầu gì thì mình sẽ làm cái đó thôi. Đây là hand rosa. Đây là cái bộ nail mà Christine đã làm. Thì mấy anh chị thấy là ở phần dưới đúng không? Phần dưới thì Christine có làm một số design giống như smoky nail vậy đó. Thì để làm ra thì nó không có khó nha mấy anh chị. Thì hôm nay thì Christine sẽ chia sẻ cách anh chị có thể là đính đá bằng những cái đá lớn giống vậy nè. Thì thật sự thì khách yêu cầu gì mình làm đó thôi. Và cái những cái diamond này ở trên website slamsupply.com mình nó về rất là nhiều nha mấy anh chị. Đây ha. Thì thay vì á, nếu mà anh chị mà mình làm á, thì những cái design này nó rất là giúp cho mình nó kiếm thêm, tăng thêm thu nhập rất là nhiều. Một cái bộ nail này của xin gắn hết như vậy là mình lấy là 250 nha. Mình lấy 10 ngón giống vậy đó là mấy anh chị có thể là lấy tới 250 nha. Quan trọng là sao mấy anh chị là lấy nói giá trước với khách đó. Thì những cái diamond này rất là dễ cho anh chị để mà mình làm. Và đây là những cái diamond mà hôm nay là mình sẽ sử dụng nè. Ở trên website mình có tới 12 mẫu lận. 12 mẫu trong cái này thì mỗi cái mẫu là đều khác nhau. Là một bịch như vậy có 12 đồng thôi mấy anh chị. 12 đồng thôi. Mà cái hộp đá nó sáng giống vậy nè mấy anh chị. Ở trên này á thì mấy anh chị thấy cái độ sáng của cái diamond không? Rất là sáng và nó last long tới hơn một tháng nha mấy anh chị. Và khi mà người khách quay trở về nó vẫn còn sáng. Tại vì sao? Đây là những cái hộp rất là đẹp. Những cái hộp rất là đẹp và rất là chất lượng nha mấy anh chị. Hi Hạnh, hello Hạnh Mary. Rồi mình sẽ lên mấy anh chị giúp mình xin share nha. Để thực hiện cái bộ nail này thì mình xin sử dụng là cái màu Milk White. Màu Milk White, màu Cello Powder. Channel Powder thì mấy anh chị có thể là lên website nha. Và cái Mi White nó cũng vậy. Thì đây là những cái sản phẩm mình sẽ dùng trong hôm nay. Và một cái hộp kim tuyến nữa nha mấy anh chị. Thì để cho cái thực hiện cái bộ nail như vậy là mình cần một cái chai đính đá. Đây, để làm smoky nail thì mình sẽ cần một cái chai đính đá nha. Đây là cái chính đính đá. Rồi cộng thêm một cái chai gel Angel White nữa nha mấy anh chị. Chai gel Angel White. Đây là cái chai gel Angel White nha mấy anh chị. Rồi, đây là những cái sản phẩm dụng cụ là mình sẽ dùng trong cái bộ nail hôm nay. Rồi cộng thêm một cái chai top nữa, một chai top nữa nha. Rồi bên cạnh đó là cộng thêm một cái cây oval nha mấy anh chị nào. Tại sao là mình làm vậy? Để cho mấy anh chị nhớ, nhiều khi đôi lúc á cô xin lên làm live xong xuống á là mình quên mất là mình đã làm cái gì. Nên á thì để cho cái trên cái trước khi là mình bắt đầu làm á thì mình sẽ chia sẻ một số là sản phẩm hay là dụng cụ là mình làm ha, để lên cho anh chị là mình có thể là dễ dàng khi mà mình tìm kiếm một cái sản phẩm phù hợp để cho mình làm ra cái bộ nail giống vậy. Thì thật sự nó không có cái gì hết á, bộ nail này rất là đơn giản luôn. Chỉ là cái sự khác biệt á là cái diamond điểm nhấn của mình á. Thì khi mà anh chị làm một cái bộ nail thì mình cũng cần xác định được cái bộ điểm nhấn của cái bộ nail nó giống sao đúng không? Đây là cái điểm nhấn là cái smoky nail và cái diamond là mình gắn. Mình gắn như thế nào để cho nó hài hòa nha. Tại vì nếu mà mình gắn full hết thì coi là cái sức chịu đựng hay là sức của khách hàng á là họ mang có nặng hay không. Đó, nên là phải tùy theo là cái độ yêu cầu của khách hàng nó muốn như thế nào. Thì đây là cái bố cục mà cô xin sử dụng trong hôm nay. Thì mấy anh chị cũng thấy là 5 ngón, nhưng mà mình sẽ thiết kế như thế nào để mà khi mà nhìn vô đó, mỗi ngón của mình nó hài hòa với nhau ha. Rồi mình sẽ đắp bột trước nè. Đầu tiên thì cô xin sẽ qua cái phần đắp bột trước. Tại vì á, mình có thực hiện là một cái design người ta hay gọi là smoky nail đúng không? Thì rồi đầu tiên thì Christine sẽ dùng một cái chai đính đá. Rồi khi mà trước khi làm á mấy anh chị sử dụng cái đồ mà bọc đồ ăn á. Đây là cái wrap đọc bọc đồ ăn nha. Sau đó thì mình sẽ cắt nè. Mình sẽ cắt nó ra trước đã. Mình cắt làm hai miếng. Tại mình làm hai ngón thì mình sẽ cắt làm hai miếng nha mấy anh chị. Thì mình sẽ thực hiện nhanh thôi, không lâu đâu. Đó, design này rất là nhanh. Rồi mình cắt làm hai miếng. Đây là cái bọc phúc ráp á. Đó mình bọc đồ ăn.
Rồi sau đó mấy anh chị sẽ dùng cái treo đính đá nè. Dùng treo đính đá nha mấy anh chị. Dùng treo đính đá để mà mình làm cho cái mình bóp nó ra. Tại vì khi mà mình dùng cái này mình nên dùng cái loại tiếp, tại vì loại tiếp á nó sẽ đặc hơn một chút xíu. Đó, mình bóp cho nó đầy vô cái móng của người khách, tại vì nó cần một số lượng rất là nhiều. Nếu mà anh chị nào mà mình có builder treo thì mình dùng builder treo, còn nếu mà không có thì mình dùng cái treo đính đá này cũng được nha. Treo đính đá này đó. Đó, mấy anh chị cho nó dày lên tùy theo là cái mức độ mà mấy anh chị muốn nó như thế nào, smooth nó như thế nào thì mấy anh chị sẽ sử dụng là cái độ dày hợp lý, nhưng mà hợp nó vừa thôi, tại vì lát nữa là mình còn cover cái crystal hay là treo lồ powder lên ha. Rồi, khi mà xong hết này mấy anh chị thấy không? Đó, mình cho vô hai bên ha. Đây. Sau đó bắt lại lấy cái đầu nè. Đó. Thì thực sự thì hai bên cuticle không có cần thiết lắm mấy chị. Lát mình đè nhẹ xuống là nó sẽ tự tan ra, nên nó hai bên thì mình không có cần keo tới ha. Mình chỉ là sử dụng là nó nằm ở gói gọn ở trong chính giữa cái móng thôi. Rồi, khi mà xong hết rồi, bắt đầu là mấy anh chị sẽ lấy cái miếng bọc đồ ăn. Rồi, mấy anh chị nhẹ nhàng thả xuống nha, kéo căng nó ra. Thả xuống nhẹ nhàng thôi. Đó, thả xuống nhẹ nhàng. Sau đó mấy anh chị lấy một cái vật gì đó, mình đậy đậy ha. Mình đậy đậy cho những cái phút ráp nè. Nó đi lại theo những cái đường nét nè. Đó, mấy anh chị muốn nó như thế nào. Đó, mình có thể là làm từ từ. Quan trọng là mấy anh chị muốn nó hình dạng như thế nào thì mấy anh chị sẽ đậy ha. Tức là mình sẽ dồn những cái treo đính đá của mình vô phần chính giữa nè. Đó, dồn vô phần chính giữa. Đúng không? Để cho tạo những cái nếp gấp nè. Đó, mình sẽ tạo những cái nếp gấp tùy theo là mình muốn gấp như thế nào, gấp nhiều, gấp ít. Đúng không? Nên nó ở đây là không bắt buộc nha, mấy anh chị cứ thử đi. Đó, nếp gấp nè. Đấy, mấy anh chị thấy không? Mình dồn cái treo của mình vào chính giữa, chủ yếu là sao? Mình thấy cái phần chính giữa thôi. Rồi, mình tạo ghép ghép gấp ha. Xong hết. Xong hết cái này. Đây là cái đèn treo ít nè mấy anh chị. Đây là cái đèn treo ít. Nếu mà anh chị làm 10 ngón là mình có thể là dùng cái đèn này cho nó khô tạm ha. Đây, mấy anh chị dùng cái đèn này cho khô tạm, hoặc là mấy anh chị để vô cái máy lớn cũng được. Đó. Đây, để cho nó khô tạm như này. 20 giây thôi. Để làm gì biết không, để cho nó không có bị chảy á. Và mình qua cái ngón kế tiếp, lát nữa xong hết là mình sẽ để một lần vô cái máy của mình luôn nha. Đó, thì anh chị nào mình cứ thử đi, mình từ từ, đây cũng là một cái mới thôi. Lát nữa là cô xin sẽ hướng dẫn chia sẻ cho anh chị một cái cách để mà mình đính đá là không bị rớt và không bị méo nha. Đó, thì mình sẽ đi cái này trước nha. Rồi, đi khoảng là 10 giây cho nó khô đã. Đó, sau đó mấy anh chị sẽ xé nó ra. Đó, cô xin nghĩ là nó chưa khô hẳn đâu. Để cho vô máy lớn luôn. Tính để chút xíu cho nó lát đó mình để chôn. Tại vì á, nếu mà mình đi đụng nó sợ cái miếng giấy kiến á, nó sẽ đụng vô cái ngón đó làm giấy kiến nó mất á, thì nó không có đẹp. Đó, rồi để cho nó khô một chút xíu ha. Rồi lấy ra, giúp mi vô hến. Xong hết rồi thì mình sẽ bắt đầu mình xé nó ra. Đó mấy anh chị không, xé nó rất là dễ nha. Lấy cái foot wrap nè, mình dỡ cái miếng kiến này ra. Rồi thấy không, thấy những cái đường vân chưa? Đó, thấy những đường vân ha, rất là dễ nha. Rồi tiếp tục mình sẽ qua cái ngón này. Ngón này thì Christine cũng y chang vậy luôn, là mình sẽ đi treo đính đá lên. Mình sẽ sử dụng là treo đính đá nha mấy anh chị. Đây, sử dụng treo đính đá. Tùy theo cái độ dày mà mình muốn nha mấy anh chị, là Christine sử dụng treo đính đá. Mà đính đá lát nữa là mình cũng dùng cái, sử dụng cái thanh này để mà mình đính đá luôn. Cho nó nhiều vô chút xíu, bóp. Bóp nó ra. Đó, bóp nó ra. Thấy không, bóp nó ra nè. Đó, cho nó chạy xuống. Cho nó đủ đã ha. Rồi bóp thêm thanh nữa. Đó, cho nó xuống. Rồi xong nè. Bắt đầu ha, là mình sẽ lấy cái đầu nè, mình tán cho nó đều. Và cuticle á, mình chừa lại chút xíu. Đừng để cao quá, lát mình còn cover clear nữa. Đó, mình còn cover gel powder hoặc crystal clear nữa ha. Rồi cho nó xuống, chà đều lên. Xong hết, bắt đầu là mình cũng y chang vậy luôn, lấy cái bịch foot wrap nè. Wrap nó vô. Wrap nó vô. Sau đó là mình sẽ đẩy nó lên, đẩy nó lên. Đó, treo đính đá của mình làm được cái này nha mấy anh chị.
không có cần mua nhiều. Mấy anh chị nào có treo đính đá của Silem rồi, mấy anh chị làm thoải mái nha. Đó, xài cái dạng mà tiếp á mấy anh chị. Cái tiếp á, xài dạng tiếp á nha. Dạng tiếp nè. Đó, đẩy nó lên, đẩy nó lên. Thấy không? Quan trọng là cái mình muốn nó thiết kế như thế nào thì mình sẽ đi thiết kế đó. Sau đó mình sẽ để vô máy nha, để vô máy Insight. Mấy anh chị ơi, sale Christine ha, đây là một cái không mới và cũng không có cũ. Nhưng mà thấy hay thì mình chia sẻ thôi, cái cách làm thôi để cho anh chị là mình làm cho nó nhanh hơn, nó tự tin hơn. Rồi khi mà xong cái này rồi mình sẽ tiếp tục là mình dùng cái top coat nè. Đó, khi mà xong cái phần này ha, mình sẽ dùng một ít top coat. Đây là cái phần top coat nha mấy anh chị. Sau đó thì mình sẽ dùng một chút xíu gel, cái này là Angel gel ha. Angel gel hay là LV gel gì đó cũng được hết. Đó, miễn sao là trắng thôi, trắng trắng Silem thì có một hai loại thôi chứ không có nhiều ha. Cái chai này là có refill nha mấy anh chị. Xài rất là mướt luôn mấy anh chị ơi, xài mướt lắm. Sau đó thì mình sẽ dùng một cái oval ha, oval. Oval flat hay gì đó đều được hết. Lấy ra. Đó, thế là mình xé nó ra. Đó, xé nhẹ nhàng ra. Xé mạnh ra cũng được, nhẹ nhàng cũng được, không thành vấn đề. Thì lúc này đây mình thấy là những cái vân đá đúng không? Rồi, sau đó là mình sẽ dùng cái cây nè, cây cọ ha. Mình sẽ quậy cái top coat và cái màu trắng chung với nhau. Đó, giống như tạo cái ma bộ vậy đó. Chứ mình không có cần là làm cho nó exactly ha. Rồi mình sẽ sơn cái này lên. Mấy anh chị thấy sơn không? Sơn lên, sơn mỏng lên thì chỗ nào sâu thì nó sẽ có màu trắng, còn chỗ nào mà nó cao á, thì nó sẽ không có màu trắng ha. Thì lúc này đây thì mình sẽ thấy được rất là nhiều cái vân smoky đó, thấy được rất là nhiều smoky. Thì mấy anh chị có thể là làm thực hiện cái này trên nhiều màu hay là một màu cũng được, sử dụng treo đính đá Silem ha, với lại cái màu Angel White nha mấy anh chị. Sau đó hay là cái top coat nè, đó cái này là mình sẽ phối chung với cái top coat, top coat hiệu Silem nha mấy anh chị. Đó, xong. Đó, xong ha, bắt đầu là mình sẽ để vô cái phần máy, rồi để vô máy Insight. Để lại. Thank you. Rồi xong hết, chùi sạch những cái cần thiết. Giờ mình sẽ qua cái phần đắp bột ha. Khi mà mình đã sắp xếp xong cái phần treo design rồi, mình sẽ qua cái phần đắp bột. Và Christine sẽ sử dụng là cái màu Milk White với màu treo lồ powder nha mấy anh chị. Phần Milk White với treo lồ powder thì mấy anh chị có thể là lên website hoặc gọi vào số phone nha. Số phone công ty là 714-804-9688, 714-804-8688 nha. Và 714-804-9288. Và Christine sẽ sử dụng là cái cây cọ số 12, cây cọ số 2, 12 này ha. Rồi, móng dài, móng ngắn đều làm được. Nhưng mà quan trọng sao, cây cọ của mình nó rất là giữ nước nha mấy anh chị. Nó rất là giữ nước nên anh chị á, làm á, là mình thoải mái và mình không có sợ là mình không lấy được bột nha. Rồi xong hết, lấy ra. Thường trên những cái video hay là người ta show cho mấy anh chị đó, là đôi lúc á, thì nó sẽ có những cái này nó hơi cao. Đây, một là mấy anh chị sẽ dùng cái cây kìm, cái kéo hay gì đó mình cắt. Tại vì sao? Ở phần này đó là mấy anh chị phải đẩy cái bột lên phần cuticle, đúng không? Nên là đừng có cho nó cao quá, cao quá. Nhiều khi mấy anh chị để bột lên nó không được, đúng không? Đó, nên là mấy anh chị là sẽ cắt bớt đi. Đó, mình sẽ cắt bớt, tỉa bớt đi thôi, để cho khi mà mình apply cái phần bột lên phần cuticle á, là nó sẽ dễ dàng hơn nha. Treo lồ powder nó sẽ trong hơn crystal clear một chút xíu và nó sẽ dẹo hơn một chút xíu, là trên 10% thôi. 10% thôi, nó không có nhiều nha mấy anh chị, nó không có chênh lệch nhiều. Nên là ở đây là tại sao là mình giới thiệu cho anh chị, tại vì có nhiều khách đó thì cần, đúng không? Nhiều khách thì cần, nhiều khách hello chi, hello cô chi. Nhiều khách thì cần, nhiều khách thì nó không cần, xài crystal clear cũng được nha mấy anh chị. Không nhất thiết phải xài treo lồ, nhưng mà thì xin có hai loại cho anh chị có sự lựa chọn thôi. Đó, và cái giá của nó thì nó hơi khác nhau một xíu. Còn cái độ trong và độ dẻo nó chênh lệch là khoảng là 10% tới 15% thôi. Đó, xong hết thì tại vì cái top coat của mình với cái gel của mình đó là nó thuộc cái dạng mà làm xong là khô liền á mấy anh chị. Nên là Christine sẽ cho crystal clear lên hoặc là gel lồ powder lên luôn nha mấy anh chị ha. Rồi trước khi đi nè, một là mấy anh chị có thể là cho ướt một chút xíu khi mà mình sử dụng crystal hay là gel lồ. Đó, và Christine sử dụng liquid lá chảy ha.
Sau đó Christine sẽ cover từ cuticle cũng y chang, mình cover đắp một cục bột như vậy, cover cho nó đều mặt móng đó. Và khách của mình là muốn dày ấy nha mấy anh chị, sorry, khách của mình muốn dày ấy nha. Nên cái phần này tại sao là mấy anh chị đi có thể là đi thêm một cục, lát nữa là mình sẽ chăm sóc thêm một cục cuticle nha. Tại vì đôi lúc cái treo nó hơi cao á, nó treo nó hơi cao nên là mấy anh chị có thể là đi thêm một cục để chăm sóc cuticle cho nó tròn hơn. Rồi, chuối tay người khách xuống, sau đó mình sẽ vuốt nè, mình sẽ cover hết. Thì cái design của mình nó sẽ nằm ở dưới móng nha mấy anh chị, nó sẽ nằm ở dưới móng. Đó, mình vuốt ra khỏi tới đầu móng. Mình đi thêm cục nữa, tại vì khách của mình muốn dày mấy anh chị ơi, muốn dày nên là cô xin sẽ đi thêm cục nữa nha. Rồi, đó, mấy anh chị thấy không? Nó sẽ nằm gói gọn ở phần dưới móng. Cái này là design ở dưới ẩn nha. Design ẩn ở dưới, anh chị nào mà vô sau á thì có thể là xem lại cái like, hoặc là giúp cô xin share vô nha. Share vô hay là lưu lại cái video, hoặc là mình có thể là lên YouTube mình coi sau. Đó, cái này gọi là smoky ha, smoky design nha mấy anh chị. Thì đôi lúc á mấy anh chị biết sao không, làm video á là những cái phần mà không có đẹp hay là những cái phần cần nhấn mạnh á là mình không có, nó chỉ là làm cho biết là cái cách làm xong rồi nó thành quả thôi. Nhưng mà đôi lúc á là khi mà làm trực tiếp giống vậy nè, mình gặp những cái vấn đề á mình cần nhấn mạnh á thì mình có thể là hỗ trợ cho mấy anh chị nha. Nên nó làm live trực tiếp vậy nè anh chị đó, mình sẽ hiểu hơn. Rồi, chăm sóc hai bên, coi chỗ nào thiếu bột là mình sẽ thêm vô nha. Để lát nữa là hả mình dũa đó, là cái mặt móng của mình nó mịn. Tại vì á cái này nếu mà nó đi cao á thì mấy anh chị có thể dũa cái nó bằng. Còn cái này nếu mà nó mình đắp bột clear mà nó cover hết mà nó bằng rồi đó thì mình không có cần dũa nhiều. Mình không có cần dũa nhiều nha. Đó, dút hai bên, dút hai bên. Lát nữa là mình chỉ cần dũa thôi. Cái này là mấy anh chị có thể là theo cách này đó, là mấy anh chị sẽ sử dụng là top coat ha. Sử dụng là top coat. Tại vì á, nếu mà cái màu nó đậm quá thì nó sẽ che hết những cái đường vân của mình á. Nên là tới khi mà anh chị làm á, là mình có thể là sử dụng màu gì cũng được. Hoặc anh chị ha, để Christine chia sẻ một cái luôn nha, để qua một cái like khác đi. Đó, có một cái này rất là hay luôn, muốn chia sẻ tới anh chị. Sử dụng màu marble in đó để mà mình làm. Nhưng mà để xong cái like này đi, mình qua một cái like khác luôn. Là Christine mới có một cái ID rất là hay cho cái phần này luôn, giống như cái kiểu design này nè. Đó, Christine có một cái rất là hay đó. Để Christine làm xong cái mẫu đã, để chắc chắn là cái step của mình nó thành công á, rồi Christine chia sẻ cho anh chị nha. Đó, mình để Christine nghiên cứu đã. Còn phần này mình sẽ đẩy bột của mình vô những cái góc nè. Đó, cứ đi trước đi, mình sẽ đẩy cái bột clear của mình á là vô những cái góc đã. Tại làm trực tiếp á, đôi lúc thì mấy anh chị thấy nó trực tiếp hơn ha. Đó, mình trực tiếp hơn cái gì mà cần xử lý. Cái này là quan trọng là sao, cái phần cuticle nè. Đó, ở đây có một cái góc khuất nè. Đó, mình sẽ đẩy vô. Nó còn bị che, cái thịt của khách bị che nữa. Nên là mình sẽ đẩy vô cái phần cuticle cho nó sát vô ha. Bột của mình cho nó tròn nè. Đó, đừng cho nó thiếu cái phần này. Thấy không? Đó, mình chăm sóc đây trước đã. Đó, lỡ rồi mình chăm sóc đây trước đã. Sau đó mình sẽ chăm sóc cuticle nè. Chuối tay người khách xuống nè. Chăm sóc hai bên nè cho nó tròn trước đã. Rồi, đi thêm một cái cục nha, để cho khi mà mình đi á thì mấy anh chị có thể lỡ trong trường hợp như nè. Mấy anh chị đi nè, mình không có vá, mình tiếp tục đi lại một cục nữa nha. Mình tiếp tục một cục nè. Đó, tiếp tục một cục. Chuối tay người khách xuống. Đẩy bột lên. Đẩy bột lên nè. Đẩy bột lên. Chuối tay người khách xuống. Ôm hai bên. Ôm hai bên. Đó, ôm hai bên. Ôm hai bên. Đó, vuốt cho nó đều mặt móng nè. Vút từ trên xuống dưới luôn, để cho mặt móng của mình nó mịn ra và nó đều nhau. Ôm hai bên cho nó không bị mất xếp nè. Đè nhẹ phần đầu móng cho bột nó xuống nè.
rồi vuốt hẳn ra khỏi đầu móng luôn, vuốt hẳn ra khỏi đầu móng luôn. Xong đó, thế là mình đã đắp xong cái phần cục bột ha. Rồi mình sẽ kiểm tra hai bên coi nó bị thiếu thốn gì không đó, không thì lát nữa là mình giũa nó bị mất bột á. Ở đây nó hơi thiếu thiếu thốn chút xíu nè, cho thêm chút bột clear vô hai bên hông, ngay chỗ đường nối giữa móng thiệt và móng giả nè. Xong hết ha, dời qua cái phần mà màu trắng. Ở đây thì mình sẽ đi cái màu trắng ở trên nha. Mình đi ngón này trước đi. Ngón này thì mình sẽ đi là nguyên cái màu trắng luôn. Màu trắng mình đi là cái mi white á, hôm nay là mình đi cái màu mi white nha. Ở đây mình có thể là đi hai cục. Móng dài thì mình có thể là đi hai cục nha. Chuỗi tay người cách xuống đi 70% thôi. Giữ bột, đẩy bột lên cuticle nè, hai bên nè. Ôm mỏng xuống luôn. Và giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn. Chính giữa nhiều hơn. Ôm hai bên, từ từ tháp bột xuống nè, để cho bột nó khô chút xíu ha. Để cho bột khô chút xíu đã. Sau đó thì mình sẽ vuốt ngay cái chỗ đường nối này cho nó mỏng chút. Từ từ hai bên ôm xếp. Hai bên ôm xếp, đè nhẹ bột xuống. Vuốt bột của mình ra khỏi tới đầu móng. Cái này cần dày nha. Bộ này là cô xin làm hơi dày chút xíu. Đó, để cho khách mang cho nó last long. Khách này, khách của mình thì mấy anh chị cũng hay nhận ra đúng không? Đó, thích dày. Nên là mình sẽ cho nó dày chút xíu, vuốt ra khỏi tới đầu móng dần. Rồi. Xong, đi cục thứ hai ha. Cái này là mình sẽ đi cục thứ hai nha. Mọi người ơi, cô Sinh đang có một cái phone thôi. Sorry mọi người. Nên là đôi lúc trả lời hơi chậm á mấy anh chị. Cô Sinh say hi mọi người nha. Xong hết, đi thêm một cái cục thứ hai vô. Cục này cục thứ hai nha. Rồi, chuỗi tay người khách xuống nè. Đó, nhích bột lên, giữ bột chút xíu đã. Đẩy bột lên critical. Đẩy lên chỗ này cho nó không có bị lõm ha. Chạy đẩy lên cho nó không bị lõm, giữ bột ở bên trong móng nè. Đó, giữ bột. Nếu mà nó không có, nó lỡ chạy ra ngoài thì kệ nó. Lát mình clean sau cũng được. Đó, xong ha. Vuốt bột của mình nối với nhau. Thì khi mà mình làm một màu giống vậy á, mình đi theo cái kiểu mà gọi là ombre á anh chị. Rồi vuốt bột cho nó đều xuống ha. Kim tuyến này rất là sáng nha mấy anh chị. Kim tuyến này rất là sáng. Rồi xong hết thì mình sẽ đi qua ngón này. Ngón này là mình sẽ đi khoảng là mình sẽ đi âm rầy là cái mi quai từ trên xuống nha mấy anh chị. Đó, mình sẽ đi là khoảng là 60% thôi cho cái màu trắng, nhưng mà mình đi mỏng thôi. Lát nữa là mình sẽ cover là treo lồ của mình. Đó, chăm sóc critical, dồn bột xuống. Mình đi giống như dạng mà ombre đi đó mấy anh chị. Đó, cho nó mỏng mỏng xuống. Cho nó mỏng xuống nè, đúng không? Cho nó mỏng xuống, đi theo dạng ombre. Và cái phần này mấy anh chị có thể là đi mỏng nha, không nhất thiết phải đi dày. Tại vì mình sẽ cho cái kim tuyến của mình nó lên. Cho kim tuyến của mình nó lên nha. Kim tuyến này là trong set là GXM gì đó. Để coi. Kim WINX gì đó. Đó, trong cái set gì đó. Xong rồi đó mấy anh chị sẽ clean hai bên. Chắc chắn là cái màu trắng của mình nó phải đầy đặn ha. Tức là nó sẽ trên cái khuôn móng là nó sẽ đầy đủ cái màu. Xong hết rồi thì mình sẽ sử dụng là cái treo lồ powder. Treo lồ powder thì mình sẽ lấy một chút xíu treo lồ ha. Hay là crystal clear cũng được. Đó, lấy một chút xíu kim tuyến lên. Mình để lên ngay cái chỗ đầu móng. Mình để lên ngay cái chỗ đầu móng nha mấy anh chị.
Rồi đẩy lên, đẩy lên. Đó, xong ha. Xong bốn ngón rất là nhanh. Rồi mình đi qua phần ngón cái. Được nha, Anyline được luôn. Thóc cốt là mình được xài được luôn nha. Rồi xong hết cái này thì mình sẽ lấy một chút xíu nè. Ở trên này thì Christine sẽ cho cái màu kim tuyến của mình nó sẽ nằm ở dưới, nên là mình sẽ lót một chút xíu là treo lồ vô ở phần dưới nè. Sau đó thì mình sẽ đi là khoảng là 70% kim tuyến ở phần dưới móng. Kem top coat là mình xài cho dip nè, cho pin and white, cho ombre ha, cho design, cho màu, cho treo, cho silat. Nói chung là cái gì cũng xài được hết ha. Đó là mình xài tất cả đều được nha mấy anh chị, xài cho comb cũng được luôn. Mình bọc hai lớp nha, khi mà anh chị xài comb là mình nhớ bọc hai lớp để cho nó chắc và nhớ bọc đầu móng luôn. Rồi xong. Mình chờ cái này là mình chờ khô một chút xíu ha. Rồi mình sẽ qua cái ngón này. Cái ngón kia mình chờ cho nó khô chút xíu, nên là Christine sẽ qua cái ngón này để mà mình cover cái phần kim tuyến của mình luôn nha. Rồi chuối tay người cách xuống ha. Thì lấy cục bột hơi bự chút xíu, đẩy lên phần cuticle nè. Ở đây cuticle nó hơi dày rồi nên là Christine sẽ đi mỏng thôi. Mình chỉ đi là 80% thôi, nhưng mà mình tháp cho nó, cái bột của mình nó cũng lên tới cuticle á, để cho cái bột của mình nó ra một cái mảng giống như một cái tờ vậy đó. Giống như một cái tờ mà nó đều nhau á, để tới khi mà mình vuốt bột á là nó sẽ mịn ha. Cái mặt móng của mình nó sẽ mịn. Rồi đắp xuống, kéo xuống. Ra khỏi đầu móng. Xong ha, rồi mình qua cái phần ngón cái để mà mình xử lý cái phần này nha. Phần này thì mấy anh chị mình sẽ cover cái phần kim tuyến trước bằng gel lột powder hoặc crystal clear. Mình sẽ cover cái này trước. Mình đi cho nó đều giống như là mình đắp một cục bột vậy đó, cho nó đầy đủ size, cái độ dày đủ luôn nha mấy anh chị. Giống như khi mà mình phủ cái này lên y chang là mình đi cái shop white vậy đó. Ôm bột vào phần chính giữa nhiều hơn nè. Mấy anh chị ơi, share giúp Christine nha. Lát nữa là mình có cái phần mà đính đá thì Christine sẽ chia sẻ cho anh chị cách để mà mình làm đá mà nó chắc, mà nó không có bị lệch á. Đính đá như thế nào để cho nó không bị lệch nha. Rồi mình bố cục như thế nào nha, để cho nó hài hòa. Rồi ôm hai bên, cái này là đá lớn. Gắn đá nhỏ thì nó dễ, nhưng mà gắn đá lớn để cho nó ra, nó đập vô con mắt của mình á, nó hài hòa là nó đẹp á. Thì nó cần cái phần gọi là bố cục. Tuy là mấy anh chị có thể là sử dụng là những cái kim tuyến, những cái diamond khác nhau á, nó vẫn ra rất là đẹp ha. Cái này là mình mới gắn có 60% thôi. Muốn đầy móng là 100% á, thì khách hàng của mình á, nó phải có cái tay á, mà nó đã dài rồi đó. Cái sức chịu đựng và cái sức mang cái diamond nó cần có nữa đó. Nên là tới khi mà mình đính á, nên là tại sao có nhiều khách á là thích đính hột, có nhiều khách là không có thích đính hột, tại vì khi mà mình đính hột lên á là nó nặng thêm nữa. Nó nặng thêm nữa ha. Rồi, khi mà mình đã lót xong cái phần này, mình đã vuốt cho nó đều rồi thì cái phần này cũng giống như mình làm 70% giống như cái shop white vậy đó. Nên là cái mặt móng cũng phải mịn ha mấy anh chị. Mặt móng mịn thì mình vuốt ombre nó mới đẹp. Rồi xong hai bên. Cho nó khô chút nha, khi mà mình ra qua cái phần ông rầy á, mấy anh chị cho nó khô chút xíu. Trời dễ thương quá mấy anh chị ơi, rất là dễ thương ha.
đó, lát sơn lên rất là bóng. Lát sơn lên nó sẽ ra giống vậy. Mình trồng khi chờ đợi thì mình coi lại cái thành quả mà hôm nay là mình làm thì rất là vui, tại vì lâu quá là không có được đính đá giống vậy ha. Đá rất là đẹp, nhưng mấy anh chị có thể là lên website là mình order nha. Những cái hộp này là nó nguyên bịch giống vậy nè. Đó, đá là mà nguyên bịch giống vậy có 12 đồng thôi mấy anh chị. Có 12 đồng thôi nha. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 được 6 mẫu luôn nha mấy anh chị. 12 đồng được 6 mẫu luôn. Nên là hả, mấy anh chị có thể là lên website là mình order cái đá này nha. Nó gồm có tới 12 kiểu cho mấy anh chị. Nó gồm có tới 12 bịch. Tức là 12 bịch thì nó, một bịch của nó thì là sẽ có 6 kiểu. Nên là anh chị có thể là lên trên đó là mình mua ha. Đó, mua về để mà mình làm cho khách đó. Rồi xong ha. Rồi qua bên này. Mình sẽ đi cái supply, cái MIUI lên nha mấy anh chị. Đây là mình sẽ đi cái phần MIUI lên. MIUI mình đi theo dạng mà giống như rè nha. Rồi chuối tay người khách xuống nè, mình đi hai cục đi. Đi một cục không được thì mình đi hai cục nha. Tại ngón cái đa số là nó hơi lớn một chút xíu á. Rồi. Tháp xuống nè, vuốt nhẹ xuống. Trời ơi, hồi nãy bị đụng rồi. Sao? Cái này lát nữa là mình sẽ đến đá. Bị đụng vô một cái đường rồi. Cho thêm chút xíu MIUI lên đây, che nó. Nên ngón này lát nữa là mình sẽ đính đá. Hên cái là mình có đính đá nên là nó sẽ hơi bị che một chút xíu. Nó sẽ bị được cover. Đó, clean đầu móng xong ha, bắt đầu là mình sẽ lấy xếp. Khi mà mình xong cái phần này thì Christine sẽ dũa folder móng một chút xíu ha, bằng cái cây BT này. Mình sẽ dũa under móng cho nó sạch, tại vì đôi lúc á mình đắp bột á nó sẽ vô phần dưới một chút xíu, nên là mình sẽ dũa under móng ha để cho nó sạch. Sau đó là mình mới bắt đầu lấy xếp. Móng cái mới xong thì mình sẽ chờ chút xíu ha. Rồi mình sẽ dũa cái phần xếp này nè. Cái ngón này chưa khô thì mình sẽ dũa qua những cái ngón kia. Thì trước khi dũa đó thì mình luôn luôn là mình phá cái đường nối giữa móng thiệt và móng giả nha mấy anh chị. Mình dũa cho nó thẳng hai bên. Nếu mà trong trường hợp cuticle nó cao này, mấy anh chị dùng cái cây dũa mình để lên, mình cào nhẹ đi phần dưới. Rồi lắc qua bên tay phải, tay khách hơi gần một chút xíu ha. Đó, mình dũa hai bên cho nó mỏng. Sau đó mình sẽ do tròn cái phần đầu móng. Vì khi mà mình đắp bột á, mình hạn chế là nó mất xếp á. Nên là tới khi mà phần qua phần dũa mình rất là dễ dàng ha. Mình sẽ đi rất là nhanh. Đầu móng nó hơi dày thì mình sẽ đánh cho nó mỏng chút xíu. Rồi do tròn cái phần đầu móng của mình. Rồi xong, qua bên này. Móng này. Ngay chỗ đường nối giữa móng thiệt móng giả. Rồi góc bên này. Bên này. Do tròn đầu móng nghiêng nè, cho cây dũa của mình cho nó tròn.
hai bên da tròn. Rồi qua bên này. Đây mình dũa, tranh thủ dũa nhanh ha, để mình qua cái phần đính đá. Chỉ cần một ngón thôi là mình chia sẻ được rồi. Một ngón đính đá thôi, rất là nhanh. Relax. I know you busy on the phone. Rồi xong ha, thì mình sẽ bắt đầu là mình chạy cái phần critical. Mình chạy bằng cái cây XS nha. Hoặc là nếu mà mình đi critical hơi cao hơi dài ấy, thì mấy anh chị sẽ sử dụng là cái cây cây này là cây V2. Rồi, mình sẽ sử dụng là cái cây V2 ha. Rồi, chuối tay người cắt xuống nè. Mình chạy sơ qua phần đó để cho nó critical nó mỏng ha. Đó, này là hơi dài chút xíu nè, tại mình cover cái bột á. Rồi bên này thì mình chỉ sẽ sử dụng là cái cây V2. Mình đi cho nó mỏng xuống và cho nó sát vô phần critical của mình. Đó là nó sẽ ra tròn ha. Rồi ngón này thì không cần. Rồi ngón nào cao thì cô xin sẽ sử dụng cái này. Và cái cây này là mình có thể là sử dụng hai chiều luôn. Đó, quơ đi quơ về giống vậy. Đó, tránh da cái da tay khác. Rồi hai bên lấy tay ha, mình tách nó ra. Khi mà xong hết rồi là mình sẽ sử dụng là cái cây XF này. Cây XF này là mình sử dụng rất là thường xuyên nha. Đó, từ cái gì mình cũng dùng cái cây XF này để mà mình làm. Nên anh chị nào mình chưa có thì mình có thể là sắm cái cây XF này nha. Được rất là nhiều tác dụng luôn mấy anh chị. Đó, khi mà xong hết mấy anh chị chạy critical nè, nó đã ha, rất là đã. Xong hết mình sẽ dụ mặt móng. Mặt móng nếu mà mình đi mịn rồi thì mình không có cần dụ nhiều mấy anh chị. Đi mịn rồi không có cần dụ nhiều. Cái này vì cái xin chạy hẹn rồi nên mà hả, mình làm nhanh một chút xíu mà giống như mình đang chạy khách vậy đó. Tại hôm nay lỡ bốc xác quá. Rồi xong mình sẽ bóp phờ nha mấy anh chị. Đây giống như thực tế là mình đang dự nay trong tiệm vậy đó. Đó, hôm nay mình phải chạy khách tại lâu quá đi, vừa đi dạy vừa đi show á, thời gian nó không có nhiều quá nên khách á thì về xong dí quá trời luôn nên là hôm nay hơi bị bốc nhiều chút xíu và bốc sát nữa nên là hơi bị dí nên là mình làm thao tác cho nó nhanh. Ok, wash your hand okay. Dụ ngón này cho nó nhỏ thon chút xíu.
cho hết. Thank you, thank you. Sắp xong rồi mọi người ơi. Thì bây giờ là mình sẽ sử dụng là những cái đính đá. Cách đính đá như thế nào để cho nó những cái hộp lớn ha. Nếu mà anh chị nào mà mình đang làm cho ít hay là có cái đèn này á, nó tiện lắm. Nó rất là tiện nha mấy anh chị. Rồi đây là trên tờ giấy này thì mấy anh chị hay biết Cushing có cái tờ giấy trên số phone của mình ha. Rồi có website nữa, anh chị mua nhanh á, là mình có thể là lên website mình order nha mấy anh chị. Website của mình là silamsupply.com nha. Nên anh chị là mình lên website nha, để mà mình order cho nó nhanh. Website silamsupply.com, ở trên đó thì mấy anh chị sẽ mình sẽ dễ dàng là mình tìm kiếm những cái sản phẩm là của mình thích. Tại vì ở trên đó rất là nhiều luôn, từ đến từ diamond tới hoa khô, rồi tất cả những cái design gọi là trend á, hiện nay á, thì đều có tại website silamsupply.com nha mấy anh chị. Rồi xong hết thì mình xin sẽ dùng cái này. Thì trước khi đính đá thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị là mình dùng cái sản phẩm gì. Anh chị nào chưa bao giờ đính đá thì mình có thể là tham khảo cái line này ha. Và Cushing sẽ sử dụng là những cái hộp diamond vừa nhỏ vừa lớn nha. Đây là size số 7 nè. Đó, đây là size số 9. Và size số 9 này trong cái hôm nay thì mình xài nhiều hơn. Rồi xong dùng size số 5. Rồi xong rồi đó. Rồi mình sẽ sử dụng là những cái hộp lớn giống vậy. Nhưng mà mình sẽ sử dụng qua cái tông này. Mình sẽ sử dụng là cái bịch này. Đó, cái bịch này nha. Rồi đó, mình sẽ dùng cái này. Cái kiểu này. Đó. Ở đây mình mua 6, mình chỉ mua này để đổ vô. Mua vô, đổ vô. Còn không thôi xài vậy ha. Rồi, 3 thứ thôi. Mình sẽ sử dụng là 3 thứ thôi ha. Để mà mình làm cái bộ này. 3 món thôi. Đúng rồi, mình dùng có 3 món thôi. Rồi, treo đính đá nè. Mình dùng treo đính đá ha. Rồi, mấy anh chị nào mà mình có cái máy này nè, treo extension line mà Christine hay làm treo ít không, lấy ra ha. Mình sẽ dùng cái này để cho nó khô tạm ha, để mà mình tiết kiệm được thời gian và nó nhanh. Cái thứ hai nữa là cái đèn, cái hình như đa số là những cái hộp lớn mấy anh chị để vô nó hơi bị mua. Vì treo đính đá, mình đi treo đính đá nó hơi bị mua nên là nó sẽ bị méo. Nên là mấy anh chị sẽ dùng cái đèn này để mà khô tạm nha mấy anh chị. Đó, anh chị nào chưa có hay đính đá là mình sắm ngay cái đèn này ha. Hay đính đá lớn là mình sắm ngay cái đèn này. Đó, để cho nó khô tạm. Đây là tự nhiên cái mình làm xong mình bị nó đụng á. Xong á Christine mới nghĩ ra là mình lấy cái đèn này cho nó khô tạm. Đó, và mình đính rất là dễ dàng luôn ha. Nó không có bị méo luôn, nó không bị méo nha. Rồi, sử dụng là cái cây diamond pickle ha. Đây, để mà mình pick những cái nhỏ của mình ha. Rồi có nắp đậy cho mình luôn, một cây xài được rất là lâu nha mấy anh chị, sáp của nó rất là bám. Rồi xong hết. Ok. Rồi trước khi đi thì tôi xin sẽ sơn ở phần dưới ha. Mình sẽ sơn phần dưới, dùng cái chai cũ chút á, mình sơn phần dưới một lớp nè. Cho nó bóng với lại cho nó sạch đó. Đó, cho nó bóng và cho nó sạch ha. Để tăng service của mình thôi, để tăng service của mình thôi. Thì mình làm bộ này xong là mình có 250 rồi. Đúng không? Đó, 250 rồi. Thì tùy theo mấy anh chị khu vực nó lấy như thế nào. Đó, tùy theo là khu vực anh chị lấy tiền như thế nào nha. Nhưng mà cái bộ này làm ra là không dưới 200. Làm ra không dưới 200 nha. Thì mấy anh chị tính đi. Làm á, những cái đá này hép cho mình á, rất là thêm mọi những cái mới. Cái thứ nhất là, cái thứ hai nữa là tăng thêm thu nhập nha. Rồi mình sẽ sử dụng là cái treo đính đá này để mà mình đính. Ok, give me your hand. Sau đó là Xin sẽ sơn một lớp cái này trước. Sơn hai ngón này. Đó, mấy anh chị thấy không? Cái này là mấy anh chị không đính đá cũng đẹp nữa nha. Rồi mấy anh chị thấy là những cái vân đá ở trong không? Đây là cái mà mình đã hoàn thành.
Đó, thì mấy anh chị muốn nét gì thì mình sẽ làm tạo cái nét đó bằng cách là mình sẽ đẩy cái treo đính đá của mình giống như hồi nãy là lúc mà vừa làm mình vừa chia sẻ đó. Đó, làm giống vậy ha. So cute luôn mấy anh chị. Rất là dễ thương nha. Rồi bên này nữa. Cho một lớp mỏng lên. Đó, ok, để vô. Inside. Hello Yandy. Ok, rồi xong hết là Xin sẽ sử dụng là bắt đầu là mình sẽ đính đá này. Mình sẽ sử dụng là treo đính đá và một cái cây là pick của mình ha. Rồi cây pick của mình có hai đầu rất là tiện lợi cho mình luôn. Ok, give me your hand. Sau đó thì mình sẽ nhìn xem cái bên này nó đính như thế nào ha. Đó, thì mấy anh chị cũng thấy rồi, bây giờ là bắt đầu là mình sẽ đính ngay cái phần chính giữa. Đó, ở đâu là mình đính đá thì mình sẽ để cái keo đính đá của mình vô chỗ đó. Đây ha, đây là cái hộp lớn. Đây là cái hộp lớn. Sau đó mấy anh chị sẽ cho nó xuống. Cho nó xuống nè. Mình sẽ cho xuống tới dưới này luôn ha. Tại vì ở đây nó sẽ có một cái hộp lớn mà một cái hộp đi ngang. Nên là mấy anh chị sẽ xác định là mình sẽ để cái treo đính đá của mình ở đâu. Tại vì sao? À, sau đó là mình mới bắt đầu là mình để keo đính đá ngay chỗ đó nhiều hơn nè. Mấy anh chị thấy không? Ở trên này đi hai hộp lên nè, mình đẩy một ít lên. Còn trên này mình sẽ để tam giác xuống và mình kéo xuống thẳng một chút xíu. Thì mấy anh chị sẽ cho treo đính đá của mình lên đấy. Sau đó mình sẽ từ từ cho nó đều lại ha. Và tùy theo cái độ size cái đá của mình nó lớn bao nhiêu. Rồi mấy anh chị cho cái treo đính đá của mình nó dày như thế nào. Đó, đá lớn thì mấy anh chị cho nó dày chút xíu, sau đó mấy anh chị sẽ quét một lớp mỏng rất là mỏng nha mấy anh chị. Đó, vì như vậy á, là nó sẽ không thấy những cái nếp á, khi mà mình làm á, mình thấy những cái nếp nó không có đẹp ha, nên là mấy anh chị sẽ quét mỏng thôi, không có cần đi dày nha. Để làm sao nè mấy anh chị thấy không, là khi mà mình làm xong á, hầu như là mình không thấy được cái đá nó như thế nào, à cái đường line nó như thế nào, tại vì sao cái top coat là mình nó che rồi. Xong hết rồi bắt đầu nè mấy anh chị sẽ dùng cái hộp lớn là mình đặt ngay cái phần ở đây, cái hộp lớn là mình đặt ngay cái phần chính giữa đây nè, đó đúng không, đặt ngay phần chính giữa nè. Sau đó mấy anh chị sẽ lấy một cái hộp tam giác nè. Đó, cái này là mình sẽ dùng nhíp thôi, dùng nhíp hoặc là dùng cái ngón tay của mình đó để mà mình đi thôi mấy anh chị, chứ mình không có thể nào là mình dùng cái cây đa đa cây đính đá của mình đó mình gấp nó lên được đó. Nên ấy á, nó bị chạy, sorry, kiếm cái cây nhíp mà không có, kệ đi, rồi sorry nha, quên đó. Xong hết là lỡ trường hợp á, mà nó bị chạy như vậy á, không, khách nó để méo một bên là nó đi chạy rồi. Rồi khi mà trường hợp nó bị vậy nè, lấy thóc khuất cây cỏ ha, mình chùi sơ qua, sau đó mình sẽ gấp cái cục này lên. Trời ơi không có cái cây kia, sorry mọi người ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái đầu này nè, có cái đầu nhọn đúng không, mấy chị sẽ đẩy nó vô đó. Ừ, thank you nha. Đi kiếm cây nhíp mà không có, trời ơi. Sau đó là mình sẽ đính đá vô phần chính giữa, mấy anh chị thấy không? Vô phần chính giữa đây nè. Đó, mình đẩy vô. Mình đẩy sát vô, tại vì phần này là Xin có đính đá ở trên xung quanh cái hộp này nè. Xong mình bắt đầu là mình sẽ lấy đá, mình đẩy nó lên. Đó, mình đẩy nó lên. Mình đặt xuống trước đi ha, để cho nó cân bằng đã, số lượng cân bằng đã, lát nữa là mình mới bắt đầu là dùng cái cây 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 chánh đính đá mà nó có cái đầu nhọn á, là sau đó là lát mấy anh chị là mới bắt đầu là mình đẩy nó cho nó đều lên. Còn bây giờ mấy anh chị cứ để lên lên ha, để nó lên ha, rồi cứ để lên giống vậy nè, rồi để lên hết luôn. Ở đây thêm một cái viên nữa, ở đây thêm một hộp nữa. Đó, thế là mình đã tạo xong cái phần này. Rồi mình sẽ coi bên này ha, nó có giống không. Đó, rồi hai bên hông thì Xin cho hai hộp vô đây nữa nha. Rồi hai bên cho hai hộp vô đây. Rồi hai hộp vô đây, hai bên hông ha. Rồi ở phần này thì Xin cho một cái hộp ở trên này. Rồi cho một cái hộp ở đây. Đó,
Thì mình đã xác định được xong cái những cái vị trí mà mình cần đúng không? Rồi, rồi thêm hai hộp nhỏ vô đây nữa. Rồi thêm một hộp, rồi thêm một hộp xuống đây này ha. Mình cho hai bên giống nhau đúng không? Xong hết này, bắt đầu khi mà mình đã đặt đúng vị trí những cái đai mình cần rồi. Rồi bắt đầu là mình mới chỉnh lại. Lúc này đây thì mấy anh chị thấy là cô xin dùng cái đầu nhọn trong cái cây này, trong cái treo đính đá, cái cây mà pick diamond á, là nó có cái đầu này ha. Nó sẽ rất là tiện cho mình. Bắt đầu là mình sẽ đậy những cái diamond của mình sát vô và cho nó đều, đúng không? Cho nó đều, đậy cho nó sát và nó đều lại. Đó, thì nó giống vậy nè. Khi mà mình đậy sát vô là nó sẽ nằm im đúng vị trí mà mình muốn. Mình phải chỉnh, đúng không? Mình phải chỉnh nè. Đó, mình phải chỉnh nó. Tại nó chưa có khô à, nó chưa có khô, đôi lúc là nó bị đụng, nó sẽ dịch chuyển. Rồi xong mình nhẹ nhàng mình đẩy cho nó điêu đứng lại, tức là cho nó cân bằng lại. Xong hết rồi là mình sẽ vuốt hai bên cho nó không bị mất xếp. Mấy chị thấy vuốt không? Đó, nếu mà mình không vuốt cái phần này là nó bị mất xếp nha, mất xếp chắc luôn á. Rồi uổng phí là cái thời mình lấy xếp nó. Rồi vuốt hai bên thành móng nè mấy chị. Đó, vuốt hai bên thành móng giống vậy nha. Rồi tiếp tục vuốt nữa coi kỹ ha. Tại vì xong, nếu mà trong trường hợp mà nó nhiều quá thì mấy anh chị dùng cây cọ của mình này quét nhẹ xung quanh ha. Quét nhẹ xung quanh hai bên xếp nè. Rồi. Xong hết. Rồi kiểm tra một lần nữa coi nó có bị mu không, nếu mà nó không mu đúng không? Nó không bị mu nè. Sau đó mấy anh chị bật cái đèn này lên, tại vì sao mình phải giám sát nó. Dùng cái đèn treo ít nè, cho nó khô tạm đúng không? Tại vì khi mà nó nằm ở đây khô tạm á, là mình nhìn nó được, mình giám sát được. Còn khi mà khách để vô cái máy, nhiều khi nó bị đụng á, nhiều khi bị đụng á, hay là nhiều khi là nó bị méo qua một bên đó mấy anh chị, thì nó sẽ bị hư cái diamond của mình á, nó sẽ bị méo cái diamond của mình á. Nên là khi mà mình dùng cái này á, là mình dùng cái đèn treo ít ha, cái đèn mà gọi là extension nail light đó, ở trên clamsupply.com mình có bán đó mấy anh chị, để vậy nè. Đó, mình hơ tạm là 20 giây nó khô luôn mấy anh chị. Đó, mình lúc này đây mình mua không có được rồi, nhưng mà để cho nó khô hơn là mình cần để vô cái máy lớn nha. Mình cần để vô cái máy lớn để cho nó đẹp hơn, cho nó chắc hơn nữa. Nhưng mà ở đây là mình sẽ khô tạm là 20 giây nha, để cho nó không có bị mua á. Rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu qua một cái ngón khác kế tiếp. Rồi mình tiếp tục là mình sẽ qua cái ngón này nha mấy chị, ngón này nè. Đó, rồi rất là dễ thương luôn. Thì mình sẽ kiếm lại cái hộp đó đó, mình có thể sử dụng, mình sử dụng thêm một cái loại kiểu nữa, rất là đa dạng nha. Khi mà anh chị lên website là mình mua những cái hộp này rất là đa dạng nha. Một bịch có 12 đồng thôi mấy anh chị tin không? Đó, hộp rất là sáng nha, bao sáng luôn mấy anh chị, bao rất là sáng luôn nha. Rồi mình sẽ đi từ cuticle nè. Khi mà mấy anh chị chép cái những cái hộp lớn này, mấy anh chị đi từ cuticle bên hông, và cũng như cái ngón hồi nãy là mình sẽ xác định là mình sẽ đi đính đá ở đâu. Ở đây thì mình sẽ xác định là mình sẽ đính ở trên này nó nhiều hơn. Rồi sau đó mình tản ra hai phần cuticle đúng không? Rồi mình sẽ cho cái đá của mình, hộp keo đính đá của mình nó nằm ngay vị trí này nhiều hơn nè. Đó, nằm ngay vị trí này nhiều hơn nè mấy anh chị. Hộp lớn mà đúng không, mình đi hộp lớn mà. Rồi xong mình cho nó treo đính đá hơi dày chút xíu. Và khi mà anh chị mà đính đá, tùy theo là tùy theo là cái hộp đá mà anh chị muốn ha. Nhưng mà hả, cái treo đính đá của mình cân được hết luôn mấy anh chị, không bị chốc nha. Đó, không bị chốc nha. Còn khi mà anh chị bị chốc là do cách nào mình làm á. Nên tại sao là lúc nào làm live trực tiếp thì mình cũng chia sẻ nhấn mạnh cho anh chị ha, quét nhẹ thôi. Tại vì quét mạnh quá đi hết treo đính đá của mình, còn lại thấp khốt thôi thì nó không có bám, đúng không? Nên là tới khi mà mình quét này mấy anh chị thấy không, nhẹ nhàng thôi, lướt qua thôi. Xong hết thì mình sẽ đi phần cuticle chút nha. Ở đây thì mình sẽ đi cuticle chút. Đó, mình đi cuticle nè. Cuticle hai bên. Đó, mình đẩy nó lên ha, đẩy nó. Ở đây thì nó hơi bị vướng chỗ này chút xíu nên là nó hơi bị lệch chút xíu nha. Rồi, hai bên nè. Đó, hơi lệch chút xíu nhưng mà mình cố gắng đẩy sát nó vô. Rồi tiếp tục qua bên này cũng vậy.
Đó, khi mà mấy anh chị xài cho đính đá là bảo đảm ha. Bảo bao anh chị xài luôn nữa không bị chốc nha. Còn khi mà anh chị bị chốc là do kỹ thuật nha. Đó. Rồi xong hết thì mình sẽ cho hai cái hộp lớn ở đây. Ở đây là cô xin sẽ cho hai hộp lớn ở đây nè. Đó, đẩy nó xuống ha. Đẩy nhẹ thôi mấy anh chị, đẩy nhẹ thôi. Rồi, mình sẽ đi qua cái hộp này. Rồi khi mà có rồi mình sẽ cho cái hộp này nó ngậm đây nha mấy anh chị ha. Đó, cho nó nằm đây nè. Xong rồi đó mình sẽ cho những cái đá của mình vô đây. Để coi coi cái hộp đá gì coi. Give me your hand. Ok. Rồi mình cho hộp đá bự chút xíu ha. Cho đó, mấy anh chị thấy không? Để vô hết đã. Lát nữa trước khi chỉnh xong cái là mình để vô máy liền luôn. Là nó không có bị gì hết á. Rồi, để vô đây. Để vô đây. Để vô đây ha. Mình trang trí cho nó thêm màu mè chút xíu thôi. Đó, vậy mình mới lấy được thêm tiền chứ. Đó, xong hết, cho hai hộp đây. Cho hai hộp đây. Đó. Sau đó thì mình bắt đầu mình đẩy cái này lên, đẩy lên cho nó cân bằng vị trí ha. Rồi, mình sẽ cho hộp nhỏ vô đây nè. Đó, ở đây thêm hộp nữa. Cái này là mình sẽ bao xung quanh cái hộp lớn này. Mình sẽ bao xung quanh hộp lớn này nha. Xong đẩy nó lên ở đây nè, đẩy nó vô ha. Đẩy nó vô cho nó mình bao xung quanh á. Nên là mình sẽ đẩy hết vô ha. Rồi đẩy vô đây cho nó vô đây cho sát luôn. Rồi ở đây vô đây nữa tại nó bị chảy xuống nè. Đẩy vô ha. Rồi đẩy cho nó sát vô luôn. Đây đẩy lên. Rồi đẩy vô. Đó xong hết ha. Thì mình sẽ cho một cái hộp dưới này nữa. Xong hết hộp dưới này thì mình cho thêm viên nữa. Rồi cho thêm viên nhỏ nhỏ vô đây ha. Để cho nó xinh xinh, cho nó thẳng xuống dài chút xíu. Khi mà xong rồi thì mình sẽ đẩy nó lên tiếp tục. Đó, đẩy vô nè. Nhiều lần quá hả? Đó, để mà mình chắc chắn là nó không có bị nó chắc chắn là nó không có bị méo đó. Đó, xong. Vuốt xếp hai bên nha mấy anh chị, vuốt xếp hai bên. Lúc nào cũng vậy hết, mình chăm sóc xếp hai bên nha, không có cho nó bị mất xếp á. Mất xếp cái là mình uổng phí thời gian mà mình đã bỏ ra ha. Xong hết rồi. Lỡ trong trường hợp mà keo nó đi qua nhiều quá hai bên cuticle đúng không? Lấy một cái cây cọ oval nè. Đó, clean nha. Và cái ly nè, ly đựng là mình sẽ có một chút xíu acetone. Chút chút thôi, không có cho ướt quá nha, không cho ướt quá để tránh là lát nữa cái da tay người khách đó, nó cũng có keo luôn á. Nên là mình sẽ đi nhẹ nhẹ, nếu mà mình không có móng tay á là mình sẽ đi giống vậy ha. Rồi khi mà mình đã clean xong là mình tiếp tục lại phải đẩy tiếp, tại vì á nó hụt lớn á, mình cho nhiều keo để cho nó last long á. Rồi mình chịu khó mình đẩy ha, đẩy lại thêm cái nữa là mình để vô máy là được rồi đó. Đó, so cute. Xong ha. Đó, xong rồi mình sẽ vuốt hai bên cho nó không bị mất xếp nha. Rồi bật cái đèn nó lên. Bật đèn lên và tiếp tục cho nó khô. Tạm thời. Cho nó khô tạm thời nha. Hộp rất là đẹp nha. Đó, bữa nào là xin sẽ dán đầy hai móng luôn. Hộp rất là sáng nha. Mấy anh chị thấy sáng không? Rất là sáng nha. Hộp rất là đẹp. Hộp rất là đẹp luôn. Nên là những cái diamond này mấy anh chị có thể là lên website mình mua nha. Lên đó mua mấy anh chị sẽ kiếm được những cái design mà nó phù hợp với mình nhiều lắm mấy anh chị ơi. Nhiều lắm. Mua ủng hộ Christine đi. Đó, nhiều diamond lắm. Tại vì mình đam mê á. Mình đam mê á nên hả mới mới về được những cái mẫu mã rất là đẹp luôn ha. Đó, mới về được những cái mẫu mã rất là đẹp. Và anh chị, khi mà anh chị thiết kế hay là mình đính đá đó, nó sẽ siêu dễ dàng hơn cho anh chị.
Rồi tiếp tục mình qua một cái ngón khác cho nó khô tạm thôi. Nó khô tạm rồi mình sẽ để qua một cái móng khác. Có phải là mình sẽ nhanh hơn không? Thay vì á, mình sẽ làm từng ngón mà mình chờ cho nó một phút á, mình có thể là có quyền ha, để cho nó khô tạm thôi. Rồi ở đây là của xin sẽ cho vào đây. Ở đây ha. Ở đây cuticle nè. Xong lát mình sẽ cho hộp vô đây. Nên là mình sẽ đi giống như tam giác, đi thẳng xuống dài chút xíu. Đó, mình nhìn ngắm lại cái bên này chút xíu ha, để coi mình đi cái mẫu gì, để đi cho nó giống à. Còn nếu mà không giống cũng không sao hết, nhưng mà mình sẽ thay đổi thiết kế một chút xíu. Còn bây giờ mình không có thời gian thay đổi á, nên là mình sẽ đi cho nó giống nhau ha. Và mình sẽ có một cái square, hơi square xuống đây. Nên là mình sẽ cho cái đá treo đến đá của mình xuống tới đây. Xuống tới đây. Rồi, mình để kiếm cái hộp cái đó. Hộp đây rồi. Đó, ở đây là cái sim sử dụng tới là hai bịch, là tới 12 mẫu. Và trong này mình sẽ lựa chọn là những cái mẫu mạ là nó phù hợp nha. Ở đây lát nữa là mọi người sẽ thấy cái nơ á, nó đẹp lắm luôn. Cái nơ mà cho cái charm này nó đẹp lắm luôn nha. Rất là đẹp nha mấy anh chị. Sơn mộng nè ha. Rồi vuốt xếp hai bên trước khi là mình đính đá. Khi mà đi qua cái phần này thì mình cũng y chang vậy luôn. Mình đi qua cái phần cuticle trước ha. Đó, mình thích là đính cuticle mấy anh chị. Đó, tôi xin thích đính cuticle nha. Nên là không có hạn chế. Đó, mình thích đi là mình cứ đi. Rồi cho hai bên này hộp nhỏ hơn. Rồi thêm hai bên này nữa là nhỏ hơn. Thêm size nhỏ nhất nữa. Đó, cái này cũng chưa size nhỏ nhất, nhưng mà mình cứ nói vậy đi ha. Rồi hai bên này nữa. Hộp rất là xinh nha. Xong, đẹp quá luôn. Anh chị có thể là ghé địa chỉ là 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha, Silem Supply nha mấy anh chị. Thì mình có thể là tận mắt rờ, và tận mắt là mình sẽ để những cái bịch đó vô giỏ hàng của mình luôn. Hoặc anh chị có thể là lên website silemsupply.com nha mấy anh chị. Silemsupply.com rất là nhiều mẫu mã diamond cho mấy anh chị luôn, từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới lớn, từ tất cả các màu đều có, hầu như là tất cả các mẫu đều có. Ngoài ra là mình còn có rất là nhiều charm để cho mấy anh chị là mình lựa chọn nha. Rồi để một hộp lên đây. Xong hết rồi là mình tiếp tục đi cái hộp này lên đây. Đó, mình sẽ cho cái này, đáng lý mình phải lấy cái nhíp nha. Rồi mới được cung cấp một cái nhíp luôn mấy anh chị, gấp nó lên. Đó. Nhíp này có 5 đồng thôi, mấy anh chị vô website mình mua cũng được nha. Còn không á, mình lấy cái nhíp mà eyebrow á, xong mình nhíp nó lên. Á, quên là mình được cung cấp một cái nhíp mới đây thôi. Đó, mình cứ dùng tay không. Tay mình lớn thì mình sẽ dùng cái nhíp mình gấp nha. Rồi cho lên đây nè. Đẩy nó lên. Đó, khi mà mình đẩy lên rồi là mình chuẩn bị cho vào máy. Nhưng mà trước khi để vào máy đó, là mình sẽ coi hai bên cái keo của mình hay là cái treo của mình có chạy ra ngoài không nha. Trước khi mà mình để lên, để chắc chắn là nó không có bị chạy ra ngoài á mấy anh chị. Chạy ra ngoài nó sẽ mất xếp của mình, làm cho cái nail của mình nó phí lắm. Đó, nó không có đẹp á. Nên mình sẽ vuốt xếp hai bên. Rồi tiếp tục mình đẩy lên. Cái này á, relax, ok. Almost finished. Relax, đẩy lên. Rồi sau mình đẩy lên ha. Rồi bắt đầu mình cho vô cái máy nè. Mình lấy cái đèn liền luôn mấy anh chị, để cho nó khô tạm á. Đó, để cho nó khô tạm nha. Đó, lấy cái đèn chỉ vô ha. Đó, để mấy anh chị thấy sáng không? Cái đèn này á, nó sẽ giúp cho mình khô tạm. Tại vì á, đôi lúc á, mấy anh chị thấy không, từ một cái bước thôi mà mình để cái tay của người khách quơ đi để leo vô cái máy thôi, là nó sẽ bị lệch cái diamond của mình liền luôn. Tại vì á, những cái hộp lớn này mấy anh chị phải giám sát nó, giống như là cô xin đang dùng cái máy này, giống như là mình để cho nó thẳng, không có đồ bị nghiêng á. Nó không có bị nghiêng á, là cái diamond hay là của mình á, nó không có bị lệch nè mấy anh chị thấy không. Đó, rất là đẹp luôn ha. Mình sẽ để tạm giống vậy ha, để tạm cho nó khô tạm. Đó, tay khách mình để luôn, là mình không có cần thiết là mình sẽ giám sát như thế nào ha. Đó, cho tay khách ở đây luôn. Ở đây mình còn có thể là mình clean nữa, để cho khô tạm những cái hộp diamond lớn của mình nè. Cái này chỉ cần khô tạm thôi mấy anh chị. Khô tạm thôi. Rồi, khô tạm ha. Đó, khô tạm trước đã. Trời ơi, dễ thương quá.
rất là dễ thương và xinh ha mấy anh chị ha, so xinh luôn. À, xong khi mà cái đá của mình nó đã khô tạm vô cái máy của mình thì mình tiếp tục qua một cái ngón khác nữa, thì cái ngón này thì rất là xinh luôn mấy anh chị. Rồi mấy anh chị nhìn cái ngón cái của mình, trời ơi cái nơ này tuyệt vời làm sao luôn á mấy anh chị ha, nơ rất là đẹp nha, đó nơ rất là đẹp nha mấy anh chị, thấy sáng không? Rồi nó cũng nằm trong cái set mà hôm nay mình làm luôn. À, khi mà mình đi nơ thì Christine đi chỗ này, đó mình đi ngang chỗ này đúng không? Đó mình sẽ chét chéo đính đá ở chỗ này cho mình, mình cho diamond vô, diamond treo vô. Khi mà mình làm xong bước này mình cũng không có cần chêm thêm cái gì vô nếu mà mình không cần ha. Nên cái bước này thì mình sẽ cho nó dày một chút xíu. Cái phần diamond lớn thì mình sẽ cho nó dày một chút xíu nha. Rồi cho nó dày chút xíu nè mấy anh chị thấy không? Đó cho nó dày chút xíu tại vì diamond của mình nó lớn ha. Rồi cho một cái đường ở đây. Cho đường ở đây, treo đính đá là mình có thể là website mình mua luôn nha mấy anh chị. Có mấy đồng một tiếp thôi mà dán nó last dễ sợ luôn. Đó, làm mà khách một tháng mới quay trở về. Tại vì Christine á, một tháng là mình làm khách một lần, tức là khách của mình sẽ quay lại là mỗi tháng mỗi lần á. Đó, mỗi tháng là khách quay lại một lần á, tức là làm xong là book khách luôn á. Nên thời gian để mà Christine lấy khách mới là không có nha. Hầu như là không có thời gian, tức là không có đủ thời gian để mà mình làm khách mới. Tại vì khách cũ vòng vòng mấy chục người vậy xong nó xoay vòng á. Xoay vòng xong coi như là mình không có khách mới luôn. Rồi xong hết là mình sẽ vuốt xếp hai bên. Vuốt xếp hai bên. Mà khách của Christine cái gì cũng làm hết á mấy anh chị. Thích design lắm. Đó mình giống như mình build cái khách design vậy đó. Khách thích lắm. Rồi xong mình lấy cái nhíp nè. Đó tiếp tục lấy cái nhíp ha. Mình thả cái bow của mình vô. Trời ơi ta nói bow này nó xuất sắc tuyệt vời luôn mấy anh chị. Nhìn là cưng lắm luôn á. Đó mấy anh chị thấy không, nhìn là cưng lắm luôn á. Rất là cưng nha, cái bô này rất là sáng. Đó lấy nhíp nha. Đó trời ơi nó đẹp làm sao. À, để hộp lớn lên nè. Sau đó mình sẽ cho hai hộp lớn lên nè. Đó cho hai hộp lớn lên. Đó hai hộp lớn lên. Cái này size số 12 nha. Rồi gặp trường hợp mà cái nơ mà như vậy nè. Đó, mấy anh chị cứ cho cái diamond lên hết đã. Cho diamond lên hết, cho nó ra một thẳng một cái đường luôn ha. Thẳng một cái đường luôn, từ trên xuống dưới, từ dưới đi lên trên. Ra tới đầu móng luôn. Đó, ra tới đầu móng luôn. Còn xung quanh cứ để cho chút xíu lát mình vuốt xếp nha. Rồi, hai bên. Đó, mấy anh chị thấy cái đính đá của mình nó không có chạy nhiều nha. Đó, chỉ có những cái hộp lớn nó mới chạy nhiều thôi. Tại vì hộp lớn nó bự á, sức của nó nặng. Đó, nên đôi lúc nó phải chạy đúng không? Rồi cho thêm một viên phần cuticle. Nếu mà hộp bự quá không đi được, mình đi hộp nhỏ nhỏ ha. Vô đây nè. Chứ đừng cố gắng quá nếu mà nó không có vừa size. Xong hết rồi, mấy anh chị thấy không? Đó, nơ của mình rớt xuống nè. Tại vì nó sức nặng quá. Cái móng nó hơi khơ. Đó, nên tại sao nó phải rớt xuống chút xíu. Nặng quá. Rồi, cho nó thẳng vô. Cái đường nó thẳng vô ha. Rồi, mình để cái đó trước sau đi. Rồi, vuốt xếp hai bên trước đã. Để chắc chắn là nó không bị mất xếp nha. Rồi, ở đây nè, treo đính đá nãy đó mình đi hơi nhiều nè. Mấy anh chị dùng cây cọ ha, mình lấy ra. Chứ không bỏ qua nó nha. Đó, lấy cây cọ nó qua. Treo đính đá. Lấy cây cọ mình quét cái treo đính đá của mình ra, nó còn có đây nè. Đó, hồi nãy mình đi hơi bị dày ha. Đó, nó nhiều quá không dùng hết thì mình sẽ lấy bỏ nó. Lấy bỏ nó. Rồi, khi mà xong hết rồi, cái đường thẳng của mình nó đã thẳng rồi mà cái diamond của mình nó cứ bị rớt lên rớt xuống đúng không? Tại vì nó nặng á. Rồi, chỉnh lại hết tất cả mọi thứ đã. Chỉnh lại hết tất cả mọi thứ nha. Từ từ đã, rồi nhẹ nhàng lên. Cái này là mình phải có patience nè. Rồi khi mà mình sử dụng cái máy ha, để cho cái nơ của mình không có ngã nè mấy anh chị. Không ngã nè. Mấy anh chị dùng cái đèn nha. Rồi thấy ông đưa cái đèn vô. Sau đó cho mấy anh chị bật cái máy lên.
Đó, lúc này đây lấy cái cây nè, đó mình đỡ nó lên cho nó đứng lại. Mình lấy cái cây đỡ nó lên nè, cho nó đứng lại, tại vì á ở dưới nó có treo đính đá đó, là nó sẽ làm khô, khô thì nó sẽ đẩy cái nơ của mình nó lên. Đó, thấy không? Chứ không có cho nó nằm xuống, tại vì á lúc mà nó khô á mình có thể là điều chỉnh cái gì cũng được hết. Đó, mấy anh chị thấy không? Khô nè, hết hết ngã rồi. Đó, thế là cái nơ của mình nó hết ngã rồi. Dễ thương không? Sức rất là dễ thương nha. Rồi, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên ha. Trời ơi, ta nói nó dễ thương gì đâu á. Nơ nè, super cute luôn. Đó, super cute luôn, rất là dễ thương nha. Trời, cái glitter này xuất sắc luôn mấy anh chị. Màu lên rất là tuyệt vời ha. Cái đá chủ yếu là cái diamond. Đó, xong khô tạm đúng không? Khô tạm, giờ mình qua cái ngón ca út nè. Khi mà mình xong cái ngón út là coi như là mình đã hoàn chỉnh xong á. Rất là dễ thương luôn. Rồi, đi nè. À, để coi cái bên này là mình làm gì đã. Give me your hand. Ok, rồi, got it. Rồi, mình tiếp tục là mình đi hộp lớn nha. Cái này hôm nay là mình làm có khoảng là có 50% cái đá thôi, chứ mình cũng không có đi full móng, mà cũng không có phải là đi toàn bộ cái móng lớn. Nhưng mà khi mà mình đi được cái này á mấy anh chị thấy không, là mình đã đủ là hút tiền khách rồi. Còn khách mà đi full móng nữa thì mấy anh chị thấy không, hộp lớn để vô nó đâu có bao nhiêu đâu, dễ hút tiền lắm mấy anh chị. À, đá rắc bên mình cũng có nha mấy anh chị, đá rắc bên mình đẹp lắm luôn, mà có 35 đồng thôi, mà tới 30 gram nha mấy anh chị ha. 35 đồng bảo đảm là cái đó là loại 1 nha mấy anh chị. Bảo đảm đá đó là loại 1 nha. Để bữa nào làm cái đá rắc ha. Rồi mình xong cái này trước đã. Cho hộp lớn vô đây, xuống nè. Xong mình sẽ sơ một lớp mỏng top coat lên. Anh chị nào mà hay làm đá rớt á, hay là thích cái bộ môn đính đá đó, là có thể là theo dõi cái like của Christine hôm nay nha. Là Christine có chia sẻ các bước để mà mình làm là những cái hộp lớn của mình á. Rồi xong hết thì mình sẽ vuốt hai bên shape nè. Đó, xong vuốt ha. Hello hi. When we little ok. Thank you. Sơn nè, sơn nè. Sau đó thì mình sẽ đến cuticle ha. Rồi, mình đi phần cuticle trước nè. Mình thích cuticle mà. Đó, mình cứ cho hộp lên cuticle của mình. Rồi, hai bên. Tùy theo là mình thiết kế cho cái bộ nail của mình thôi. Miễn sao là ra mình vui, khách vui mà nó đẹp ha. Rồi, mình lấy tiền khách đó sống mình ngủ ngon nữa. Đó, mình hài lòng á. Tự nhiên cái mình làm khách vui, mình vui là tự nhiên là mình thấy cuộc đời nó ý nghĩa lắm anh chị. Đó, làm nail mà thích đi làm nail đó. Mình làm nail mà mỗi ngày mình thích đi đó. Giống như mình vậy nè. Đó, Christine cũng vậy á, mỗi ngày có khách vô hay là thích đi làm. Người ta hay gọi là ghiền làm á, gọi là thích làm. Chứ xong tại mình làm á, mình vui. Đó, mình thích là mình làm, đúng không? Những cái mình hôm nay đang làm gọi là sở thích đó. Nên là mình cũng có cái sở thích nhiều quá. Sở thích nhiều quá. Nên là người ta nói là khi mà sở thích càng nhiều á thì nó càng khổ là vậy. Mà thôi kệ, được khổ một lần trong đời thôi thì mình cứ khổ ha. Rồi xong, để hộp ở trên này đi xuống. Hay là mấy anh chị có thể là để lên. Trên này đi xuống nè. Đó, mấy anh chị thấy không? Nó không có bị dày ha. Thấy không? Là cái đeo treo tính đá của mình nó đỡ hết cho mình luôn. Nó đỡ hết cho mình luôn ha. Rồi xong mình sẽ cho một cái hộp lớn vào đây. Hộp lớn vào đây nè. Bắt đầu là mình sẽ từ từ là mình đi hộp nhỏ xuống. Đi hộp nhỏ xuống. Đó. Mình đi từ từ là mình sẽ đi hết hộp nhỏ xuống dưới cái đầu móng luôn. Cái hộp này cũng phải là hộp nhỏ lắm. Hộp số 9. Đây là những cái hộp số 9 nè. Đi hộp số 9 nè. Đó. Xong còn một viên nữa, thiếu một hộp. Đây, hộp số 9. Xong mình đi hộp số 5. Tại còn có chút xíu à. Đúng không? Không có đủ thì mình sẽ đi qua hộp size khác. Chứ cố quá thì nó cái diamond của mình nó bị lòi ra, nó không có đẹp. Giờ cho hai hộp vô đây. Cho hai hộp vô đây ha.
Xong hết thì mình sẽ chỉnh lại cái phần cuticle của mình, đẩy hộp lên, đẩy lên, đẩy nó lên hết hai bên, rồi chỉnh lại cái đường line của mình cho nó đều chưa. Và cái lần cuối cùng là mình chỉnh là mình sẽ là hai bên là không bị mất shape nha, mình đi là hai bên không bị mất shape nè. Và cái quan trọng nữa là đầu móng của mình cũng không bị mất shape nha, tức là cái diamond của mình không có được lòi nha. Đó, diamond của mình không có được lòi, vuốt xếp hai bên đó, thấy không? Đó, treo đính đá của mình nó sẽ, tại tay treo đính đá hay là thấp khúc của mình nó thuộc dạng lọng mà, đúng không? Là mình phải cho nó chưa khô là nó vẫn còn chạy được đó, nó đâu có khô liền đâu, nó phải để vô máy mới khô, nên á khi mà nó còn chạy là nó còn ướt đó. Rồi hai bên chùi, hai bên, hai bên, sau đó mình đẩy lại một lần nữa, đẩy lại một lần nữa, tại vì nó đang bị múa, nó đang bị chảy thì mình phải đẩy lên một lần nữa kiểm tra trước khi, thay vì vậy á, mình tỉ mỉ kiểm tra nó đỡ hơn là nó bị hư ha. Bị hư là mình đau lòng lắm đó. Xong vuốt xếp hai bên rồi lấy cái máy tạm thời ha, tại biết sao không, đừng có để cho tay người khách nó nghiêng, nên là mình cần hỗ trợ cái đèn này ha. Khi mà anh chị mà mình đính đá lớn nên là mình sẽ sử dụng cái đèn treo ít này, mấy anh chị có thể là lên website mua cái đèn này, là gọi là extension nail line nha, hoặc là gọi là đèn treo ít đi cho nó dễ, hay là cái đèn treo cho diamond, đèn diamond nha. Thì nó cùng một cái cách, nó cùng một cái tác dụng thôi, làm khô cái treo, nên là anh chị có thể là lên mình kiếm nha. Đó, hoặc là mấy anh chị có thể là lên kiếm cái nói là đèn treo thôi, tự nhiên là nó ra thôi, có mấy chục đồng một cái thôi mà mình xài hoài luôn mấy anh chị đó, mình xài hoài thôi luôn á, mà nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, nên là anh chị có thể là lên website để mà mình mua nha. Rồi mình sẽ cho cái đèn này nó khơ khoảng là 20 giây, sau đó thì mấy anh chị sẽ để tất cả những cái ngón tay của người khách vô hết cái máy là trong vòng 1 phút. Ok, inside the line mình sẽ để hết vô cái máy lớn của mình là trong vòng 1 phút nha. Thì khi mà đính đá đó, như vậy nó sẽ last long nha mấy chị. Đính đá thì mình cho cái đèn của mình cái lần cuối cùng nhất đó, ít nhất phải là 1 phút để cho cái đèn, cái treo của mình nó khô lâu hơn. Nó khô lâu hơn thì nó sẽ là last long nha. Chứ mình không có khô khơ tạm, cũng giống như khi mà mình làm treo ít vậy đó. Thấy không? Rất là dễ thương luôn, là những cái này. Rất là dễ thương. Để vô đây nè, trời ơi nó dễ thương quá. Đây là những cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh ha, anh chị mua về xong á lên website mình mua mấy cái hộp nhỏ nhỏ này về, xong á mình để. This was drying, but I don't know. I feel like it stuck to something in there. No, okay, just put in first. Yeah, maybe touch little bit. Don't worry, later I fit. Okay. I fit later. Xong hết thì mình sẽ dùng cái nắp để mà mình đậy lại hết, nắp đâu hết trơn rồi. Thiếu một cái nắp ở đây. Đó, ở đây cái hộp này thì mấy anh chị có thể là lên website mình lại mua nha. Hộp này rất là xinh luôn, mấy anh chị để vậy là mình sẽ thấy được nè. Chứ hộp bự quá nhiều khi là mình khó cất trong cái tủ của mình, đúng không? Nên là mấy anh chị sẽ sử dụng là những cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh này ha, để mà mình để những cái charm của mình, để mà khi mà mình lấy lên á thì mấy anh chị cũng thừa biết rồi, nhiều kiểu quá thì tất nhiên mình cần cái hộp nhiều, đúng không? Đó, thì mình mua về như vậy nó rẻ hơn, thay vì người ta để hộp vô thì mình mua mắc hơn. Đó, this one mm-hmm. Ok, don't worry, don't be scared, I'm here. Đó, mình sẽ dụ sơ qua cái này, nó bị chảy chút xíu bên hông á. Xong rồi đó, mình sẽ sơn một lần thấp khốt lại ha. Đó, mình sơn lại một lần thấp khốt nhẹ nhẹ qua bên hông này. Đó, sơn từ trong ra ngoài. Một bên thôi, tại lỡ bị chảy của khách á. Đó, sơn lại từ đầu ha. Rồi, vuốt xếp không cho bị mất xếp nha. Rồi xong mình sẽ để vô máy. Xong hết thì mình sẽ dùng dầu ha. Chai này dầu mua rẻ lắm đó mấy anh chị. Mình mua rẻ nha. Đó, mấy anh chị lên lớp website là mình mua. Chai này có mấy đồng thôi, xài hoài luôn ha.
chuồn cho nó bớt dầu đi. Trời ơi mừng quá, rốt cuộc là mình đã làm xong một cái like mấy anh chị. Và mình đã chia sẻ được những cái mà mình muốn. Xong mình sẽ để vô dầu vô, mình hấp một chút xíu. Ok, one more time, in the line, one more time. Yes. Ok, qua cái món này ha. Đó, mình để dầu lại để mà mình chụp hình hai bên. Thì đôi lúc thì mình nghĩ là cái bánh đá nó không có sao hết á, sao nó cũng đính được, nhưng mà nó cũng thuộc về một cái bộ môn nghệ thuật nha mấy chị. Khi mà cái đính đá nó cũng thuộc về một cái phần bộ môn gọi là nghệ thuật. Nên á, thì anh chị nào thích đính đá thì mình có thể tham khảo thêm những cái like của Christine ha. Để mà mình đính cho nó đẹp. Đó, để mà mình lấy được tiền khách nhiều hơn. Đó, đính đẹp mới được tiền mấy anh chị. Rồi, và mình sẽ có cần có sự hỗ trợ là những cái sản phẩm nha. Rồi, để qua đây cho mình chị xem cái thành quả của mình hôm nay. Mình đã làm xong một cái bộ nail, smoky nail, rồi xong cộng thêm cái diamond của mình nữa. Thì nó rất là dễ thương, nói chung là rất là dễ thương. Và mình cũng muốn có một cái bộ nail giống vậy nữa anh chị. Và Christine cũng muốn có một cái bộ nail giống vậy nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Rất là sáng nè mấy anh chị. Hộp đá của mình rất là sáng nha. Rồi, thank you cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Và mình sẽ lên lại trong một cái like khác. Và hôm nay thì mình đã hoàn thành xong một cái bộ nail là smoky nail. Đó, rất là xinh. Để mà Christine cho anh chị thấy được một cái bên tay ha. Rồi, trời ơi, nó xinh lắm luôn mấy anh chị thấy không? À, rất là xinh nè. Cái đá của mình rất là sáng. Cái này là chưa có một cái kỹ thuật gọi là chụp hình quay phim gì hết á. Cái này là làm live trực tiếp luôn. Mấy anh chị thấy đã thấy là cái đá của mình nó sáng cỡ nào đúng không? Thank you cả nhà nhiều nha. Mấy anh chị vô website silamsupply.com nha. Hoặc tới địa chỉ là 7495 Anaconda Garden Road 92841 Silam Supply. Hoặc là gọi vào số phone 714-804-8688, 714-804-9288 và 714-804-9688 nha. Và lớp học tháng 4 của mình gần tại Garden Road sắp full rồi. Anh chị có thể là gọi vào số phone 714-804-9818 để mà mình đăng ký và tham gia lớp học tháng 4 tại Garden Row của Christine và Sang Phan nha. Thank you cả nhà nhiều, chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye bye.